Nhan sắc gợi cảm của mỹ nhân vừa đăng quang Hoa hậu Trái đất đem vinh quang cho Việt Nam. Phương Khánh đã xuất sắc giành phương miện Hoa hậu Trái đất 2018, đem lại vinh quang cho Việt Nam. Tối 3 tháng 11, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018 đã chính thức diễn ra tại thành phố Marseille với sự tham gia của 87 thí sinh. Với nhan sắc nổi bật cùng phong độ ổn định thể hiện qua nhiều phần thi, Nguyễn Phương Khánh đã không phụ kỳ vọng của khán giả Việt Nam khi xuất sắc giành ngôi vị Hoa hậu của cuộc thi năm nay. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Nói riêng và một đấu trường nhan sắc quốc tế nói chung, trước đó thành tích cao nhất thuộc về người đẹp nam em tại Hoa hậu Trái đất là lọt vào top 8. Phương Khánh năm nay 23 tuổi, sở hữu chiều cao 1m71, chỉ số 3 vòng là 82, 58 và 93. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có hình thể đẹp nhất tại Hoa hậu Trái đất năm nay. Tại Philippines, Phương Khánh đã có những màn trình diễn nổi bật và tỏa sáng. Cô xuất sắc giành được 2 huy chương vàng trong 2 phần thi trang phục dân tộc và trang phục dạ hội, 1 huy chương bạc trong phần thi đồ tắm. Sau các phần thi phụ, Phương Khánh là thí sinh có kết quả cao thứ 2, chỉ xếp sau đại diện đến từ Mexico với 3 huy chương vàng. Ngoài ra, đại diện Việt Nam cũng gây ấn tượng ở sự tự tin, khả năng ứng xử, giao tiếp của mình. Vốn là một du học sinh chuyên ngành marketing tại Singapore, nơi Phương Khánh rất thông minh, nhạy bén và sử dụng tiếng Anh trôi chảy. Tất cả những nhân tố trên giúp đại diện Việt Nam vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác để giành vương miện Á hậu Hoa hậu Trái đất 2018. Hình thể gợi cảm của Phương Khánh. Một số hình ảnh đẹp đời thường của mỹ nhân đến từ Bến Tre. Hòa Minzy vừa xuất viện sau ca phẫu thuật, bạn trai đại gia làm ngay điều này khiến fan ganh tị. Bạn gái Hòa Minzy vừa khỏe hẳn, sau nhiều ngày phải nhập viện phẫu thuật dạ dày, Minh Hải tâm lý nhắn nhủ yêu thương kèm bó hoa xinh xắn. Thời gian vừa qua, Hòa Minzy cắn răng chịu đựng các cơn đau dạ dày để hoàn thành xong MV và các show diễn đã lên lịch từ trước. Cho tới khi bệnh tình trở nặng và không thể cầm cự thêm, nữ ca sĩ mới nhập viện điều trị. Đại diện truyền thông của Hòa Minzy viết trên trang cá nhân, 10 giờ vào viện, 12 giờ lên bàn mổ, 5 tiếng sau mới tỉnh dậy, còn chưa hết thuốc mê để cầm điện thoại làm việc. Lần nào ra MV cũng như trải qua 1.000 kiếp nạn, hôm qua chấp nhận cũng phải delay 1 tiếng vì tình hình sức khỏe nên nó bị chậm hơn bình thường. Suốt những ngày bụng nó đau quặn thắt từng cơn, nó vẫn bay ra để làm MV, vẫn đi hàng diễn sát ngày ra MV. Có lẽ cuối cùng thì bao nhiêu áp lực thời gian qua đã đổ hết lên người nó, lên sức khỏe của nó rồi. 10 giờ sáng nó nhắn em dậy rồi, chẳng biết nói gì. Chị nhắn chị số rồi bảo, bao áp lực những ngày qua tạm coi như được đền đáp chút rồi này. Đoạn tin nhắn của Hòa Minzy cùng ekip sau khi phẫu thuật dạ dày. Sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, cô đã được xuất viện sau nhiều ngày nằm điều trị. Lo cho bệnh tình sức khỏe bạn gái Minh Hải, người yêu của Hòa Minzy, vừa đăng tải hình ảnh cô vừa xuất viện. Đồng thời, anh còn gửi lời chúc đầy mật ngọt cũng như nhắn nhủ yêu thương đến bạn gái. Chúc mừng thành quả vợ yêu nhé, vợ đã vất vả nhiều rồi, giờ lo cho mình nhiều hơn nhé. Không những thế, anh còn tâm lý tặng hoa để mong bạn gái khỏe hẳn, từ từ đến quay lại công việc. Dù đã công khai hẹn hò, nhưng thi thoảng người hâm mộ mới thấy được giây phút ngọt ngào của họ. Fan hâm mộ còn nhờ Minh Hải chăm sóc bạn gái Hòa Minzy. Hình ảnh được bạn trai Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy vừa mới xuất viện nên thần sắc của nữ ca sĩ khá mệt mỏi. Thời gian gần đây, Hòa Minzy còn gây chú ý bởi chuyện tình cảm với doanh nhân trẻ Nguyễn Minh Hải. Cả hai vừa công khai hẹn hò và khiến nhiều người ganh tị bởi những màn đối thoại cũng như hình ảnh đầy tình tứ ngọt ngào trên mạng xã hội. Phản ứng của Trấn Thành khi Trường Giang tuyên bố không còn thiết tha ôm bạn diễn nữ. MC Trấn Thành gây bất ngờ và khiến khán giả cười bò khi tiết lộ lý do Trường Giang không thiết tha ôm khách mời nữ. Đoạn trailer tập 6 của Ơn Giời Cậu Đây Rồi 2018 vừa hé lộ, có chi tiết gây bất ngờ nhất trong phần giao lưu giữa MC Xuân Bắc và các vị trưởng phòng Trung Dân, Tự Long, Trấn Thành, Xuân Bắc. Nếu như ở các tập phát sóng trước, Trấn Thành là mục tiêu chặt chém của MC Xuân Bắc, thì ở tập này đối tượng mà nam MC nhắm tới chính là Trường Giang. Xuân Bắc cho biết tại Ơn Rời Cậu Đây Rồi 2018, Trường Giang đã bớt có những hành động ôm hôn các khách mời nữ hơn các mùa trước. Nhận định này của Xuân Bắc nhận được sự ủng hộ của các trưởng phòng còn lại của chương trình. Trấn Thành không bao giờ đứng ngoài cuộc vui và cho rằng sở dĩ Giang Ca bớt ôm các chị em là vì Giang Ca vừa rước một giang hồ về. Tuy nhiên, sau phát ngôn của Trấn Thành nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía khán giả. Ngay lập tức, Trường Giang lên tiếng để minh oan cho bản thân rằng anh chỉ làm theo kịch bản mà chương trình.
đưa cho chứ mấy chuyện ôm ấp trai gái thiết tha gì nữa. Sau khi lập gia đình, Trường Giang đã ý thức hơn về bản thân cũng như không muốn Nhã Phương ở nhà phải buồn. Lời chia sẻ của nam danh hài mang đến tràn cười cho Hot Hoài Linh và khán giả tại trường quay. Tuy nhiên, Xuân Bắc vẫn không buông tha trong xã Nhã Phương khi tố cáo: "Đã nhiều lần tôi thấy Trường Giang lẩm nhẩm bàn với biên kịch cho anh đổi vai được không? Bảo đổi vai thế nào vì đây là quy định từ bạn gái, nhưng cho anh đổi thành mẹ." Đáp lại, Trường Giang gằn giọng xuyên tạc làm ảnh hưởng đến gia đình người khác. Tiếp lời, Trứng Thành mồi thêm lửa: "Từ ngày có vợ trông trưởng thành hẳn nhỏ", khiến người xem cười chảy nước mắt. Bốn cặp đôi nổi tiếng vì biết sau ly hôn xuất hiện bên nhau ngủ chung giường để con vui trọn vẹn. Hà Hồ Cường Đô La dù đã ly hôn nhưng Hồ Ngọc Hà Cường Đô La vẫn khiến công chúng nể phục về cách ứng xử với nhau để cậu con trai Subel được hưởng tình yêu trọn vẹn của cả bố lẫn mẹ. Dẫu cả hai đều có cuộc sống riêng và hạnh phúc bên tình mới, họ vẫn coi là tri kỷ thay phiên dành thời gian cho Subel, khiến công chúng nể phục. Trong những dịp lễ quan trọng như sinh nhật con trai, những buổi tiệc ở trường, cả hai đều chủ động tái họp. Thậm chí trong một lần chia sẻ, Hồ Ngọc Hà khẳng định cô vẫn có thể ngủ chung giường với chồng cũ vì con. "Chúng ta có thể nằm chung một giường cho con say giấc ngủ rồi việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người điều ấy là không thể, nhưng với bọn Hà là có thể", Hà Hồ bày tỏ. Những lần tái ngộ khiến công chúng thán phục cặp đôi Hà Hồ Cường Đô La dù họ đã đường ai nấy đi. Phạm Quỳnh Anh Quang Huy dù đã chính thức nói lời dừng lại sau 16 năm gắn bó, song mới đây trong ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của con gái lớn Tuệ Lâm, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đã xuất hiện cùng nhau, cả hai cùng thổi nến chung vui với thiên thần nhỏ của mình với các bạn cùng lớp. Gia đình nữ ca sĩ cũng quay quần bên nhau để mừng Tuệ Lâm thêm tuổi mới. Cặp đôi trước đó đã thống nhất chỉ chia sẻ với giới truyền thông việc tan vỡ, ngoài ra không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì để giữ bình yên cho các con. Cách hành xử của Phạm Quỳnh Anh Quang Huy sau ly hôn cũng được nhiều khán giả tán thành vì trên tức thảy, trẻ nhỏ rất có thể sẽ chịu tổn thương nhiều nhất sau tan vỡ của bố mẹ. Phạm Quỳnh Anh Quang Huy xuất hiện cùng nhau trong ngày sinh nhật con gái tròn 6 tuổi. Trước đó họ khiến công chúng xôn xao khi tiết lộ chuyện ly hôn sau 16 năm gắn bó. Trần Bảo Sơn Trương Ngọc Ánh từng là cặp đôi đẹp nhất nhì trong giới showbiz, Trương Ngọc Ánh Trần Bảo Sơn vẫn đành nói lời chia ly. Dù vậy, họ vẫn được nhiều người nhắc đến với sự ngưỡng mộ bởi cách cư xử văn minh với nhau vì con cái sau khi không còn chung bước. Trong những dịp quan trọng, cả hai vẫn tái ngộ để con được hưởng niềm vui trọn vẹn. Đặc biệt, trong công việc, họ vẫn luôn hỗ trợ chúc mừng nhau khi người cũ có dự án mới. Trương Ngọc Ánh Trần Bảo Sơn cùng tổ chức sinh nhật cho con gái dù đã ly hôn. Mẹ con Trương Ngọc Ánh đến ủng hộ chồng cũ khi Trần Bảo Sơn ra mắt phim mới. Thảo Vân Công Lý ở Đức Bắc có một cặp đôi nghệ sĩ cũng khiến công chúng nể phục vì hành xử văn minh, coi nhau như những người bạn tri kỷ dù đã đường ai nấy bước. Công Lý Thảo Vân, cặp đôi kết hôn năm 2009, đã từng có 6 năm chung sống hạnh phúc. Sau khi chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nuôi dạy con. "Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù", Thảo Vân từng chia sẻ phỏng vấn. Thảo Vân Công Lý vui vẻ đoàn tụ trong sinh nhật con trai. Đây là lần hiếm hoi vợ chồng cô chụp ảnh cùng nhau. MC Thảo Vân còn từng đi ăn chung với bạn gái mới của chồng cũ. Tỷ phú 73 tuổi lần đầu hé lộ lý do đường ai nấy đi với Ngọc Trinh. Ngọc Trinh Hoàng Kiều đã chính thức đường ai nấy đi vào tháng 1 2017. Tuy nhiên mới đây tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ tiết lộ ông đã chủ động chia tay khi biết Ngọc Trinh có bạn trai mới khi cả hai đang yêu nhau. Hoàng Kiều và Ngọc Trinh hẹn hò từ tháng 11 2016 qua sự may mối của con dâu tỷ phú chị Lan Phương. Sau khi xem bức ảnh Ngọc Trinh đi sự kiện ở Hàn Quốc, ông Hoàng Kiều chủ động liên lạc và ngỏ lời hẹn hò. Từ khi yêu nhau, họ từng cùng nhau đi Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Chuyện tình của cặp đôi vấp nhiều phản đối từ dư luận do chênh lệch tuổi tác, tuy nhiên vẫn được gia đình hai bên ủng hộ. Vào đúng tháng 1 2017, Ngọc Trinh Hoàng Kiều chính thức đường ai nấy đi. Sau khoảng thời gian chia tay với bạn trai đại gia Hoàng Kiều, Ngọc Trinh khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cách đây không lâu, mỹ nhân gốc Trà Vinh thừa nhận đã có bạn trai mới. Tuy nhiên, cô giấu danh tính và mọi thông tin về bạn trai, nhưng nữ hoàng nội y cho biết cô muốn gắn bó lâu dài với bạn trai doanh nhân này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò cuộc sống của tỷ phú Hoàng Kiều ra sao sau khi chia tay người đẹp gốc Trà Vinh. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về thông tin Hoàng Kiều có biết trong khoảng thời gian yêu Ngọc Trinh thì cô đã có bạn trai mới hay không, vị tỷ phú 73 tuổi đề nghị không nhắc rõ đến danh tính Ngọc Trinh, sau đó thản nhiên cho biết: "Bởi vì vậy nên tôi mới bỏ đó. Tôi biết khi người ta đến với mình ai cũng chửi, yêu cũng chửi, chia tay cũng chửi, chửi tùm lum tùm la.
Đó, bây giờ họ mới khui ra hết đó, thấy không được. Tôi đã từng rất vui khi có được người tình ở tuổi này chứ, tôi đã từng muốn có 2 đứa con nữa. Có ai như Lê Giang, cứ mỗi lần gặp điều xui xẻo là đem mặt đi sửa. Nhìn vào gương nếu thấy điều gì không hài lòng hoặc nếu gặp chuyện xui xẻo, Lê Giang sẽ sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ. Đã gần chạm ngưỡng 50 nhưng vẫn giữ được sắc vóc khá là tươi trẻ. Khi được hỏi bí quyết nào để có được điều này, Lê Giang cho hay: "Tôi phải nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ đó, tôi làm tất cả trừ mắt môi và kéo chân thôi." Năm 29 tuổi, Lê Giang lần đầu sửa mũi. Lê Giang đã nhờ tư vấn tướng số trước khi sửa vì hình dạng mũi có ảnh hưởng đến tình duyên tiền bạc. Để có được chiếc mũi như hiện tại, Lê Giang đã sửa đến 6 lần ở Úc. Lê Giang vẫn còn sợ hãi khi kể về lần sửa ngực. Cô cho biết, khi đó kỹ thuật chưa tiên tiến vì thấy bác sĩ mổ đường nách. Tôi phải chích thuốc mê ngủ vài tiếng, đến khi tỉnh dậy vẫn còn choáng váng. Những ngày đầu tôi không đứng dậy đi lại được mà luôn có người đỡ. Tự nhủ không động chạm dao kéo nữa. Tuy nhiên khi nhìn vào gương, khao khát làm đẹp của chị lại dâng cao. Để duy trì sắc vóc trẻ trung như hiện tại trong những năm qua, Lê Giang đã áp dụng phương pháp căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler và độn cằm. Trong một chương trình truyền hình, Lê Giang còn tiết lộ: "Cứ mỗi lần nhìn vào gương và thấy trên mặt có gì không hài lòng hoặc gặp điều xui xẻo, tôi lại muốn chỉnh sửa gương mặt của mình." Dù các con và đồng nghiệp thường căng ngăn chị nhưng Lê Giang vẫn tiếp tục dao kéo. Hiện giờ Lê Giang đã khá là hài lòng với nhan sắc của mình, nhưng chị có thể phẫu thuật thẩm mỹ nếu cơ thể bị in dấu thời gian.